nào. Cái gì? Mạng nó chạy vô đó. Ký ngoài cá lóc. Không cá nãy mấy trăm gram à. Trời ơi cá lóc nó ký gữ vậy. Sao phải? Nó bơm dài một khúc gì đây nè. Ký ngoài này thiệt cái là dính liền. Mình cũng dò thôi vậy đó. Hôm qua nay cũng dính á. Nguyên quậy. Cá tiền mấy em ơi. Trời ơi, cái tay chiên đi thiệt luôn đó với Sài Gòn mới rước về đó. Mới rước về hả? Có nhậu. Mày về gần Khánh có tẩy chay, tẩy chay cho mày chưa? Ô con chạy tới. Đó, cá tiền đó 901 đó. Đồ mẹ ơi. Bữa trước đủ ký có 10.000. Thù được nữa. Hai con hôm qua được 10 con. Ừ bự vậy không? Cạn cho nó mới lên. Mày kiếm mồi câu đi, tiền khác để tao lo chứ. Tao kêu nó kiếm cái ghe bự mướn luôn à, cái ghe có cái mùi thì nó đỡ nắng. Bỏ vô mua nhiều không? Ký lâu tôm, ký ngoài nè. Bự cắt nhỏ được không? Không nhỏ nhỏ thôi, bự chi nó tốn tiền. Thẻ xuống loại giạc á. Con tôi út gì nè. Cá nhiều cũng ký sao câu không đủ. Câu cá biển nó phá mồi lắm, câu hai lữ chứ đâu phải con lữ đâu. Em có cần một cái con cần mấy ngàn đấy, có mấy giấy đâu mới được không? Máy này không được, cá này nó nhỏ mà. Con ký ngoài. Nó dứt con đó. Dứt con. Có vuông nào có luôn nha, bây giờ là ít có vuông nào còn cá trăm, cá chơi vàng lắm á. Lẩu cá chơi vàng không thấy. Có hiếm lắm, chơi vàng hiếm lắm. Thứ bảy này đi câu bữa. Ủa, nó câu bữa nó quay lên có gàn bốn bơ ba thằng đó ba thằng. Trời ơi dòm thì bữa đó nó dở dòm lên cho coi luôn, nó còn bành bành không nhá. Dòm tao luôn à, câu lăng xê cái nâu ngon. Trời ơi tiền không đó, cá đó đụng 50.000 ký đi. Gắn mót em ơi. 50 con căng hay vậy. Đâu có cá đâu, có mùa sống, cá đó, nào mua chết không à. Cá của biển mà. Cá ta gọng bỏ chết đâu. Chết đâu, gọng là gì đó, mày treo dưới xuồng á. Treo dưới xuồng á. Cá của biển nhóc hết trơn á. Chìm hai ba con luôn kìa. Kìa. Lên rồi kìa. Vô biển hồi nó nổi. Con câu biển nữa. Cá lô kiến ốc nổi luôn rồi. Ngày qua nãy cũng 6 mấy con. Cá lô kiến hả? Con. Bao đang bơm cái gì vậy? Đâu có. Chia nó bơm qua bơm. Cá lô biển thì thiệt không hết nó nổi. Thì nó nhiều. Quay con quay. Quay con quay. Bao sáng giờ xuống dưới thấy cá chết nhiều không? Chỉnh gì vừa thôi, đừng có ham chỉnh mạnh quá. Cái khuôn ở trong đó, cái khuôn đó là qua nay chưa thiệt luôn, đường đó khúc đó. Lặn lặn qua đi, lặn qua góc đi. Cạn hay là mương hôm qua nay. Chứ phải mà cái mương nhỏ à, trước giữa nó khô luôn á, đi hai bên là đi hết trơn cá. Nhỏ thấy không? Qua nay chưa thiệt bên đó luôn. Qua thì nhỏ nó bỏ.
đó là cái von đó mình xài, mình chưa mình xài bình 12V đó, nó khoảng 12V nó mới chạy nổi cái thiệt, 12V 7, 12V 2. Nó sạc đầy là nó vô tới 14V đó. Có tải là còn 3V mấy à, cầm nó ngoài. Nhà ngoài kìa. Ừ. Cái chậu chỗ này thì không nói, nhà ngoài á. Nhà ngoài đó hay gì? Bển á, có cái chậu nữa. Cái chậu như cái nhà lá mình vậy đó. Cắt nhà lá. Chậu chuyện gì? Dạ cái đó. Cũng để chừng 5-3 ngày sau là không chuyện lại có cái lóc nữa đấy. Nó quay về. Con bự thì sao? Đáng xỉu. Có tao nghĩ nó bơi xuồng thằng em Xuân Khanh nó dẫn vô thiệt nè. Đó. Chìm rồi, cái mẹ chìm đâu đó. Ừ? Chỗ nào? Chịp nghe. Bóp 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 bóp. Cái đầu rồi, đầu bên kia ngoài á, chứ không phải trong đó nè. Còn để vô nè. Ngoài á, gần vô sắp cá rồi. Ngoài nữa. Chừng nó trao cái xuồng nó nằm bên kia cái xuồng luôn. Cái xuồng nó đụng đụng nó trao theo cặp cái lưng xuồng. Chút cạn này nó dồn lên tới u biển bên đây nè. Ghe là qua đường lắm. Đường tới luôn được sao? Cạn. Vô trong, tích vô mé. Thế là chạy đi đâu? Không, còn nằm đó. Ừ đó. Thôi người ta lóc.
đồ bỏ chúng đó luôn. Chia ra cho nó đổ. Chia ra. Đây em. 50 kg nè. Ô, mẹ nó đi lên đây rửa nó mà. Mẹ đi lên đây rửa lại. Ủa, đàn. Cho nó nhẹ bớt đi. Mình bắt mẹ nó vô đi. Có ai vô căng vậy? Chút cá nè, này kia đăng ký kênh, đăng ký ủng hộ anh em ơi.